clip này em giới thiệu đến các bác chiếc đồng hồ Cúc Cu. Quá đẹp cho các bác. Cúc Cu. Con này điểm giờ theo, có nghĩa là theo giờ đấy bác. Ví dụ 9 giờ vào đây nó sẽ điểm này. Em sẽ quay cho bác xem nhé. Xem 9 rưỡi nó có điểm không nhá. 9 rưỡi nó không. Đúng không? 9 rưỡi nó không. Nếu mà thế thì 10 giờ nó sẽ điểm. Đấy, con chim ra này. Đây, để xa ra, máy nó ngược sáng. Máy nó ngược sáng nên là nhìn cái màu của nó không được nổi đấy. Đây, màu của nó đúng rồi đây. Màu nó đẹp, nó tươi này cơ, để tránh ngược sáng ạ. Vì mình quay máy nó bị ngược ánh sáng. Đấy, cu cu. À, điểm theo giờ bác nhé. Theo giờ. Điểm theo từng giờ luôn. Để cho bác mức giá 3 triệu 9. 3 triệu 9 em cúc cu này. Đây, em điểm tiếp này. Rưỡi không đúng không? Đấy, 11 giờ nữa thôi. Cúc cu ra. Ba triệu 900 nghìn, chào các bác. Hôm nay em giới thiệu đến các bác dòng bếp từ đến từ Nhật Bản. Dòng này chạy điện 100V, hai bếp. Chạy điện 100V, hai bếp các bạn. Dòng này thì được nhập nguyên chiếc từ Nhật Bản về Việt Nam, hàng đã qua sử dụng. Nhưng mà dòng này còn khá mới luôn, nó mới tầm 90 đến 95%. Công suất bếp thì 1.400W bếp. Dòng này thì bên em có thể ship cho các bác toàn quốc luôn. Đấy. Dòng này thì mặt trên là bóng, mặt trên bác nhìn đây. Với cái bề mặt phẳng của bếp từ này thì bác lau chùi rất là dễ, lúc nào cũng sáng bóng luôn. Riêng bếp từ này có chế độ tự động điều chỉnh nhiệt độ bếp từ. Đấy. Và dòng này có cả hẹn giờ này, giúp bạn nấu ăn. Các bác nấu ăn là rất là tốt luôn. Hẹn giờ, ví dụ như mình muốn đi đâu xa chẳng hạn, hoặc là mình muốn chỉ nấu tầm 2 phút nữa thì mình có thể hẹn giờ. Và kích thước của cái dòng này thì nó kích thước là 56 x 40 và độ dày là 6. Đấy. Trọng lượng thì nó khoảng độ 4 đến 5 kg thì khoảng đấy. Bếp thì là có hai loại bếp, một là bếp to là 1.400W và bếp nhỏ là 700W. Mặt bếp thì mặt thủy tinh, chịu lực và chịu nhiệt thuận nhiệt tốt. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Còn ở đây em sẽ đẩy một số cái hình ảnh vào đấy cho các bác. Mức giá là 2 triệu 8 một chiếc.